Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, chăm sóc bảo vệ vùng kín. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. An Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm vật phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Kỷ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Kỷ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe, Sống Đẹp. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ bàn về một vấn đề phải nói rất quan trọng đến người phụ nữ, thưa quý vị. Ung thư và vô sinh do chủ quan khi chữa bệnh phụ khoa. Cái bây giờ thì quý vị có thể gọi đến tổng đài 1900 1259 hoặc là gọi vào số điện thoại 0439 960 886 để được tư vấn. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày mà chúng ta có thể gặp được thầy thuốc giỏi để tư vấn chúng ta rất là nhiều cái kinh nghiệm để chia sẻ trong cuộc sống. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Linh xin giới thiệu đến quý vị các bạn chuyên gia trong ngày hôm nay, đó là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình. Dạ vâng, xin chào MC Quyền Linh, xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào bác sĩ ạ. Hy vọng ngày hôm nay với chủ đề này bác sĩ sẽ chia sẻ với khán giả truyền hình nhiều cái kinh nghiệm trong cách điều trị, chữa bệnh cũng như là nói rõ cái nguyên nhân, cách phòng ngừa của nó. Trước khi đến với câu hỏi đặt ra cho bác sĩ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những hình ảnh sau đây. Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến đứng thứ hai trong số các bệnh ung thư mà phụ nữ hay mắc phải. Căn bệnh này mỗi năm có khoảng 500.000 nạn nhân mới trên toàn thế giới, trong đó số ca tử vong chiếm khoảng 1/2. Theo một số thống kê cho biết trên thế giới, cứ 2 phút lại có một phụ nữ chết do ung thư cổ tử cung. Ước tính cứ 100.000 phụ nữ thì có 20 trường hợp mắc bệnh ung thư cổ tử cung và 11 trường hợp bị tử vong. Phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có nguy cơ ung thư cổ tử cung một khi họ bắt đầu có quan hệ tình dục. Điều đáng sợ là ung thư cổ tử cung có thể không có những triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Rất nhiều phụ nữ đã bị chết vì căn bệnh này chỉ bởi không phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Mặc dù vậy, ung thư cổ tử cung là căn bệnh có thể ngăn ngừa và điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm. Nếu được điều trị, tỷ lệ sống trên 5 năm của ung thư cổ tử cung là 92% cho các giai đoạn sớm nhất, từ 80-90% cho ung thư giai đoạn 1 và từ 50-65% cho giai đoạn 2. Vì vậy, trang bị những kiến thức phòng tránh và nhận biết những dấu hiệu của bệnh là điều kiện quyết định để chị em có nhiều cơ hội tránh xa căn bệnh nguy hiểm này. Có thể nói là bệnh ung thư cổ tử cung là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Nó chỉ đứng sau bệnh ung thư vú thôi quý vị. Nó liên quan rất nhiều đến phụ nữ. Chính vì thế mà ngày hôm nay tôi sẽ đặt ra rất là nhiều câu hỏi và đặc biệt quý vị cũng sẽ gọi điện thoại về tổng đài 1900 1259 để đặt câu hỏi cùng với bác sĩ nha. Xin chào bác sĩ ạ. Bác sĩ có thể cho tôi biết được nguyên nhân từ đâu có cái căn bệnh này ạ? Trước khi chúng ta biết rằng là nguyên nhân từ đâu gây ra ung thư cổ tử cung này, thì chúng ta biết rằng là cái ung thư cổ tử cung này là một trong những cái bệnh lý chúng ta biết rằng là về phụ khoa, và người ta thấy rằng cái nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai, đúng như là MC Quyền Linh nói, sau ung thư vú. Và chúng ta thấy rằng là cái thường gặp, chúng ta thấy thường gặp ở phụ nữ ở trong những cái độ tuổi từ 3 năm trở đi. Chúng ta thấy trên thế giới thì cứ 2 phút thì có một người chết do ung thư tử cung. Và ở Việt Nam thì có khoảng 100.000 trường hợp thì có 20 trường hợp mắc ung thư cổ tử cung. Và trong đó thì có 11 trường hợp tử vong. Điều đó để nói lên rằng việc mà khám bệnh định kỳ, tầm soát ung thư cổ tử cung, tôi nghĩ rằng đây là vấn đề hết sức cần thiết đối với chị em. Vì chúng ta thấy qua con số trên, ta thấy rằng đây là cái tầm quan trọng của nó.
Và cái nguyên nhân gây ra ung thư tử cung thì chúng ta thấy rằng là từ những cái nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng có thể kể rằng ngay giờ ở đây là nguyên nhân do virus mà chúng ta viết tắt là HPV. Cái nguyên nhân do virus này bình thường thì thấy rằng là có thể là những cái ngoài cái nguyên do virus thì ra còn có cái tình trạng là ví dụ như là những cái viêm nhiễm phụ khoa kéo dài mà chúng ta không điều trị kịp thời. Ngoài cái, các cái nguyên nhân gây ra ở trên thì chúng ta thấy còn cái nguyên nhân nữa là ví dụ như là ở những cái người mà có cái quan hệ tình dục sớm trước 18 tuổi mà chúng ta biết rằng là bây giờ những cái việc mà các bé mà có quan hệ tình dục sớm không phải là chuyện ít mà chúng ta gặp. Cái thứ hai nữa là gặp ở những cái người mà có quan hệ tình dục với nhiều người. Một cái điều nữa là ở một số những cái trường hợp ví dụ như là sử dụng thí dụ như là chừa đẻ nhiều lần, ví dụ như là sử dụng quá nhiều thuốc lá, hoặc là ở những cái bệnh ví dụ như là suy giảm miễn dịch do HIV chẳng hạn, thì đây cũng là một cái yếu tố mà gây tình trạng mà ung thư ở cổ tử cung. Và đây chúng ta biết rằng là từ cái nguyên nhân như vậy thì chúng ta biết rằng là một số những cái để cho chị em chúng ta biết rằng là cái việc mà khám bệnh định kỳ nó quan trọng như thế nào. Vậy thì những cái biểu hiện của căn bệnh này nó làm sao? Dạ vâng, đối với cái ung thư ở cổ tử cung này người ta chia ra thì có nhiều giai đoạn khác nhau, ở mỗi một cái giai đoạn nó có biểu hiện khác nhau. Ví dụ như ở những cái giai đoạn mà giai đoạn nhiễm HPV thôi, thì ở cái giai đoạn nhiễm do virus HPV này thì chúng ta biết rằng là khi nhiễm virus HPV này thì không phải là cũng có nhiều những trường hợp mà có thể người ta trở có thể quay trở về bình thường, không có biểu hiện bệnh lý. Nhưng cũng có một số cái chủng virus HPV nó gây ra cái tình trạng bệnh lý, gây cái sự biến đổi ở cổ tử cung. Chính vì vậy mà cho thấy rằng là người ta khuyên là chị em tầm soát bằng cái phương pháp mà phết tế bào âm đạo. Cái phương pháp này người ta có thể phát hiện ra sớm những cái sự biến đổi ở tử cung. Cái giai đoạn thứ hai là ở cái giai đoạn mà tiền ung thư, ở cái giai đoạn này chỉ có một cái phần trăm, tức là 10% thôi, ở cái giai đoạn 1 mà chuyển sang giai đoạn 2 thôi. Mà chúng thấy rằng ở cái giai đoạn này thì thấy rằng là cái một số những cái tình trạng ví dụ như là thường gặp ở những cái tình trạng nhất là chị em trong tuổi sinh đẻ, nhưng cái triệu chứng của nó âm thầm kéo dài từ 5 cho tới 15 năm. Nhưng nếu chúng ta biết rằng là cái triệu chứng âm thầm như vậy trên cái triệu chứng lâm sàng chúng ta không thấy rõ, nhưng nếu chúng ta đi khám định kỳ, chúng ta tầm soát bằng phương pháp mà phết tế bào cổ tử cung chẳng hạn, thì chúng ta phát hiện được sớm những cái sự biến đổi. Và chính vì sớm phát hiện sớm những biến đổi thì giai đoạn này chúng ta điều trị cái tiên lượng rất tốt và cái có thể là không ảnh hưởng tới sức khỏe của chị em phụ nữ. Ở cái giai đoạn thứ ba thì ở cái triệu chứng giai đoạn thứ ba là giai đoạn đã có cái giai đoạn mà ung thư rồi nhưng mà chưa di căn. Và ở giai đoạn này chúng thấy rằng là cái tế bào ung thư đó ở trong cổ tử cung và nó chưa di căn ra bên ngoài. Và giai đoạn này chúng ta biết rằng là nếu chúng ta cũng điều trị tích cực, phát hiện sớm, điều trị tích cực thì cũng lại hiệu quả rất là tốt. Nhưng ở cái giai đoạn thứ tư là cái giai đoạn mà đã di căn rồi chắc chắn phải điều trị bằng những phương pháp không thể chỉ có phẫu thuật được, mà phải dùng hóa trị, xạ trị bằng các phương pháp đó. Thì chúng ta biết rằng là đối với những giai đoạn này, khi chúng ta không tầm soát mà để đến cái giai đoạn muộn này thì cái khả năng điều trị nó sẽ khó khăn hơn và sẽ vất vả hơn rất nhiều. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Hồng Hải nói về những cái biểu hiện cũng như là nguyên nhân của căn bệnh này. Còn bây giờ thì Quý Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tình huống trong chương trình. Dạ. Nay chuyện gì nữa chú? Dạ chào sếp. Dạ nay sẵn cũng thấy sếp ở nhà nghỉ, em cũng muốn làm phiền. Sẵn đi ghé xin với sếp một chuyện nhỏ nhỏ thôi. Xin nữa không? Dạ. Xin nghỉ không? Dạ. Có lý do đó không? Biết ngang mà lần nào qua xin nghỉ là cũng bạc ti tiệc tùng nhậu nhẹt. Rồi chú nói thì nay chú nói chú bệnh là bệnh gì? Nhiễm virus HPV. Cái HPV này là tôi rành lắm nha. Cái bệnh này là cái bệnh của phụ nữ. Đúng rồi. Chú cũng dính hả? Đâu có, đâu phải em đâu. Chứ nãy giờ chú nói vậy. Ôi trời ơi, em xin nghĩ làm, em xin nghĩ là em đi khám bệnh cho vợ em. Vợ em bị nhiễm virus HPV. À vậy đó hả? Dạ. Sao nghe nói năm nay tính sinh con đẻ cái, bây giờ bị cái HPV này rồi sao? Giờ thì cũng tính năm nay cũng hợp tuổi em, mà tính cũng hợp đồng sản xuất thêm đứa nữa. Nhưng bây giờ nửa chừng bị gãy gánh rồi, bà bị bệnh vậy thì em đâu có dám có con chi. Rồi giờ phải đi khám, nhưng mà cái đó bác sĩ nói thì cũng không có gì quan trọng, không. Ô, có nặng. Cái đó nguy hiểm chứ không có gì quan trọng gì. Nguy hiểm hả? Nguy hiểm chứ. Bây giờ nè, nãy giờ chú nói chơi mà thành ra nói thiệt rồi đó. Nãy chú nói chú đi khám bệnh phải không? Dạ. Chú cũng nên đi khám luôn. Còn em cũng khám luôn hả? Chú mà bị lây nhiễm vậy đó, là cái tình hình mà vợ chồng lây qua lây lại, lây chéo lẫn nhau là rất là phiền phức á. Cái đó không lây nè. Lây chứ, lây mà rất là nguy hiểm. Chú không tin đúng không? Ừ, không có tin đâu. Không tin bây giờ, nghe bác sĩ nói nè.
cái tình huống vừa rồi thì cũng đặt ra một vấn đề, đó là phải chăng chỉ có phụ nữ mới nhiễm HPV hay là đàn ông có bị hay không và có lây hay không ạ? Dạ vâng, chúng ta biết rằng là bây giờ cái việc mà lây nhiễm cái virus HPV này hoàn toàn có thể lây nhiễm kể cả đối với phụ nữ và đối với cả nam giới qua cái con đường quan hệ tình dục. Cho nên là người ta, bác sĩ chúng tôi vẫn tư vấn rằng là ở nhất là những cái trường hợp phụ nữ mà trong cái độ tuổi mà dậy thì, ở những tuổi, ở những bé gái từ 12 tuổi và những cái trường hợp của phụ nữ chưa có gia đình, chưa có quan hệ tình dục thì nên đi tiêm chủng ngừa HPV trước. Điều này để chứng tỏ rằng là HPV này không chỉ là lây đối với phụ nữ mà có cả nam giới, nhưng mà để có những cái xét nghiệm đặc trưng để điều xét nghiệm cho nam giới thì chúng ta chưa có. Nhưng mà ở nam giới thì ở những cái giai đoạn ví dụ như là có dấu hiệu như là sùi màu gà hoặc là một số dấu hiện mà chúng ta thấy là cái dịch mổ nó nhiều ra thì chúng ta mới phát hiện ra, và cái HPV này hoàn toàn có thể lây qua nam giới. Do vậy cho thấy rằng là cái vấn đề phòng bệnh, điều trị cũng như là đối với chị em phụ nữ cần được khám và cần được tiêm phòng, đây là vấn đề rất quan trọng. Đó, quý vị thấy không, HPV không chỉ có phụ nữ mà có cả đàn ông nữa đấy. Là các ông cũng phải kiểm tra xem mình có bị nhiễm HPV không nha. Về lây cho vợ con rất là khổ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là HPV nó nguy hiểm như thế nào? Chúng ta vừa điểm qua cái phần nguyên nhân thì chúng ta thấy rằng là nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung có những nhóm nguyên nhân chính là nguyên nhân do cái virus HPV gây ra, hoặc là nguyên nhân do viêm nhiễm kéo dài mà không được chịu điều trị kịp thời, và một cái điều nữa là một số các cái nguyên nhân trước mà chúng ta đã kể. Do vậy mà chúng ta biết rằng là nếu là chúng ta nhiễm cái HPV này ở một số các cái chủng thì có thể gây tình trạng, có thể gây ra một số những cái sự biến đổi mà chúng ta vừa gặp, có thể là nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung. Do vậy mà rất cần thiết chúng ta cần chích ngừa. Hồi nãy bác sĩ có nói chuyện chích ngừa. Dạ vâng. Chúng ta chích ngừa thì chúng ta chích mấy lần và trong giai đoạn nào thì có thể chích ngừa được? Đối với những trường hợp những tất cả những phụ nữ, người ta khuyên từ những bé gái từ 12 tuổi cho đến cái lứa tuổi mà chưa 25 tuổi và chưa có quan hệ tình dục, nói chung là phụ nữ trong lứa tuổi chưa quan hệ tình dục, chúng ta nên chích ngừa và chích 3 mũi. Còn nếu như những người đã quan hệ tình dục rồi thì có chích có được hay không? Những người có quan hệ tình dục chúng ta cần phải đi khám và tầm soát trước khi để bác sĩ sản khoa sẽ tư vấn tiếp. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Còn bây giờ thì cô Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với tình huống trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Ê, dở. Trời ơi. Cái gì đâu mà em lúc nào chăm chăm vô đường nội em đi hút xe mình rồi. Trời ơi, báo chí con ba tin tức lá cải, giết người, cướp của, đồ này kia thôi, có gì đâu vợ. Cái gì vậy? Vợ, cái gì vậy em? Báo lá cải tin tức ăn cướp thôi mà có gì đâu mà vợ xúc động dữ vậy? Trời ơi, khổ vợ tôi quá. Cái gì nói anh nghe? Tội nghiệp quá. Tội nghiệp vụ gì? Trời, thằng ăn cướp hả? Ê, ăn cướp cái gì mà ăn cướp, xuống ăn cướp hoài. Chứ vụ gì mà em khóc? Nè, để kể cho chồng nghe. Biết sao không? Trong cái bài báo này nè, nói kể có cái chị kia tội nghiệp lắm. Chồng biết sao không? Chị á là bị có bệnh gì âm đạo. Nhưng mà hả, gia đình chồng của chị thì rất là mong chị có con. Tại chồng chỉ là con một, còn có một đứa con thì nói giỏi. Mà chị á, thì chị muốn rất là muốn có con cho chồng chị, nên chị giấu giếm rồi chị tự chữa bệnh, rồi cuối cùng á thì bị ung thư tử cung luôn. Bây giờ bệnh tình ngày càng trở nặng, tội nghiệp quá. Đó, thấy không chồng, thấy không, kiểu gì đi nữa thì phụ nữ lúc nào cũng luôn thiệt thòi á. Em yên tâm, em là người phụ nữ sung sướng nhất cuộc đời tại vì em có anh, một người đàn ông lúc nào cũng chăm lo và yêu thương em hết. Xạo quá, có thấy chăm lo yêu thương gì đâu. Có, thương mà, thương nè. Thương luôn đó, thấy chưa? Thấy hoàn cảnh tội nghiệp không? Có tội nghiệp mà, giờ vợ ơi. Mà cái vấn đề này á thì nó khó lắm. Mà cái vấn đề này mà đã chuyển di chứng qua ung thư á, là anh nghĩ á, cái này là phải cắt á nha. Mà cắt rồi thì làm sao có con đây? Em thấy á, trong đây người ta nói là phải sử dụng phương pháp điều trị là áp điện cổ tử cung. Trời ơi, mà điện vô người rồi giật như vậy rồi, lỡ sau này mà điều trị được rồi á thì không biết có con được nữa không? Chà, cái này em hỏi anh không biết trả lời sao. Muốn có câu trả lời á, cái này mình phải hỏi bác sĩ. Hỏi bác sĩ
các nhân vật thân mến, chúng ta có bác sĩ đây. Dạ. Thì mời bác sĩ trả lời câu hỏi của hai chúng ta biết rằng là trong cái tình huống vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta xét về mặt nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung thì có những nguyên nhân ví dụ như là do nhiễm virus HPV, nhưng mà có nguyên nhân nữa là do những cái tình trạng viêm nhiễm kéo dài mà chúng ta không được điều trị. Và cái trong tình huống vừa rồi có đề cập tới tức là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Và lộ tuyến cổ tử cung thì chúng ta biết rằng là bình thường cái tế bào tuyến nó nằm ở trong cái ống tử cung, nhưng mà vì một lý do nào đó mà cái tế bào tuyến nó tràn ra bên ngoài, và chính vì cái điều đó mà làm cho cái tình trạng của chị em là cái tăng tiết cái dịch ở âm đạo. Và tăng tiết dịch ở âm đạo như vậy là cái môi trường làm cho viêm nhiễm, và không phải trong trường hợp nào cũng phải đốt, cũng phải áp lạnh, và tùy theo từng cái tình trạng một. Ví dụ như là có cái tình trạng mà viêm lộ tuyến như vậy, nhưng ở những cái giai đoạn đầu mà bác sĩ có thể điều trị nội khoa được, bác sĩ hoàn toàn có thể điều trị nội khoa. Tùy theo từng cái tình trạng một mà bác sĩ có thể ví dụ như là đốt điện và áp lạnh, nhưng mà nếu có cần phải sử dụng các cái biện pháp ví dụ như đốt điện hay áp lạnh, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của chị em. Như vậy thì có thể đốt điện được mà không sao cả. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Vậy thì chúng bác sĩ có thể chia sẻ được rằng là nếu như chẳng may mà các bệnh nhân đã bị nhiễm HPV rồi thì họ sẽ điều trị như thế nào, và điều trị có khó không, và nếu không điều trị thì hiệu quả nó như thế nào? Dạ vâng, chúng ta biết là đối với một số cái tình trạng bệnh nhân, nếu trong cái quá trình điều trị chúng ta biết rằng là cần phải đi khám tùy theo từng cái giai đoạn một, từng theo chủ đề cho bác sĩ có thể điều trị cho chúng ta. Hoặc là ví dụ như có tình trạng viêm nhiễm, chúng ta cũng là tùy từng cái giai đoạn, từng tình trạng một, có thể ở mỗi cái giai đoạn hoặc là cái nguyên nhân đó là do cái lý do gì, bác sĩ sẽ sử dụng các cái kháng sinh, kháng viêm để chúng ta điều trị. Nhưng chúng ta thấy cái ví dụ như vừa rồi viêm lộ tuyến chẳng hạn là cái lượng cái khí hư ra rất nhiều, kết hợp với quá trình làm và viêm nhiễm, thì cũng tùy từng giai đoạn là bác sĩ có thể áp lạnh hoặc là đốt điện, hoặc là có thể sử dụng các kháng sinh, kháng viêm, cho tùy theo từng cái cơ địa, từng cái một bệnh nhân, từng tình hình cụ thể một bệnh nhân một, là bác sĩ sẽ có những chỉ định điều trị cụ thể. Dạ. Và nếu như không điều trị thì cái hậu quả nó ra sao? Cái như nếu chúng ta biết rằng nếu không điều trị thì cái hậu quả của nó rất là ra kể đấy. Cái nguyên nhân viêm nhiễm này, nguyên nhân do nhiễm virus HPV này sẽ dẫn tới ung thư cổ tử cung. Dạ, như vậy là không còn đường nào để chữa nữa. Dạ vâng, không phải những cái giai đoạn sớm. Nên mà nếu chị em chúng ta tầm soát sớm mà thấy rằng là khi có những cái biến đổi bất thường ở cổ tử cung thì bác sĩ có thể làm tiếp một bước nữa, ví dụ như sinh thiết hoặc nội soi để xem là có cái tế bào bất thường ở cổ tử cung không. Và nếu mà trong những trường hợp như vậy thì bác sĩ có thể can thiệp sớm, ví dụ phẫu thuật chẳng hạn, đấy cũng là một cái can thiệp, và hoàn toàn cái u đó nó chưa di căn ra các tổ chức khác thì không ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chị em, có thể có giữ được cái sự sống của chị em. Vậy thì hôm nay bác sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Hải có thể tư vấn cho những người chẳng may đã bị mắc phải viêm nhiễm HPV cũng như là chưa mắc phải, chúng ta sẽ dùng loại thuốc như thế nào? Dạ vâng, chúng ta biết rằng là đối với trong trường hợp mà những em bé gái rồi những người mà chị em phụ nữ chúng ta chưa có quan hệ tình dục thì chúng ta nên đi tiêm chủng phòng ngừa virus HPV. Và thứ hai nữa là chúng ta nên là cái chung thủy của những người mà có gia đình, một vợ một chồng, hoặc là chúng ta sử dụng bao cao su ví dụ như thế, hoặc là trong cái sinh sản thì chúng ta cũng là ví dụ như là nên là chỉ sinh từ 1 đến 2 con, tránh những trường hợp mà chở đẻ quá nhiều lần, hoặc là một số những người có nguy cơ ví dụ như hút thuốc lá chẳng hạn, hoặc là ví dụ như những cái quan hệ sinh hoạt lành mạnh, tránh bị cái tình trạng ví dụ như là suy giảm miễn dịch chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái yếu tố mà gây tình trạng mà ung thư cổ tử cung. Thưa bác sĩ Tú Nguyễn Hồng Hải, bác sĩ vừa nói đến cách điều trị tây y rồi, vậy thì bây giờ có thể tư vấn cho khán giả truyền hình được biết là chúng ta có cách điều trị bằng đông y thế nào không ạ? Dạ vâng, chúng ta biết rằng là một số các cái dược liệu ở trong đông y có tác dụng hỗ trợ rất là tốt. Chúng ta biết rằng ví dụ như là hoàng bá này, ví dụ như là khổ sâm này, hoặc ví dụ như là rứt cá này, đặc biệt là có cái thành phần là imugama này. Cái thành phần đó có trong cái sản phẩm Lữ Vương Lưu. Trong cái sản phẩm này có những cái thành phần có cái tác dụng, ví dụ như cho thấy rằng là hoàng bá có cái tác dụng thanh thấp nhiệt ở hạ tiêu, cùng với lại khổ sâm, ví dụ rứt cá có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Mà chúng ta biết rằng cái nguyên nhân gây ra ung thư ở cổ tử cung ở đây có những nguyên nhân, nếu quá trình của chúng ta điều trị mà những viêm nhiễm kéo dài mà chúng ta không điều trị được thì đấy cũng là một yếu tố nguyên nhân. Do vậy mà chúng ta thấy là sử dụng những cái thảo dược mà hoàn toàn từ trong thiên nhiên thì nó là một cái kháng sinh từ thực vật mà nó tác dụng rất là tốt. Ngoài thành phần ra thì chúng ta thấy rằng là sự có mặt của trong cái Nữ Vương Lưu này, cái sự có mặt của Trinh Nữ Hoàng Cung. Trinh Nữ Hoàng Cung là một cái vị thuốc mà có từ rất lâu đời rồi.
rồi, và nó có hỗ trợ rất nhiều trong cái điều trị, ví dụ như là u xơ tử cung rồi mà trong cái tình trạng một số ức chế cái sự phát triển ở khối u, đặc biệt là cái thành phần của nó là immun gamma. Thành phần u immun gamma cùng với trinh nữ hoàng cung đây, nó có tác dụng mà kích thích để sản xuất ra cái tăng trưởng ra cái thành phần lympho T, tế bào lympho T, và chính như vậy có tác dụng mà ức chế sự phát triển ở khối u, có tác dụng kháng viêm và có tác dụng diệt các cái vi khuẩn. Và chúng ta biết rằng là khi điều trị trong trường này có thể hỗ trợ điều trị trong các trường hợp mà viêm nhiễm cũng như trong tình trạng mà khối u, và hỗ trợ trong trường hợp mà u thư cổ tử cung. Như vậy thì nữ vương ngưu chúng ta sử dụng như thế nào, đối với người lớn hay là người nhỏ? Tùy theo từng cái nguyên nhân, ví dụ như là viêm nội tuyến cổ tử cung, hoặc là ví dụ cái quá trình mà viêm âm đạo, người ta có thể dùng là 2 tháng đầu người ta có thể dùng 9 viên chia 3 lần, và 2 tháng sau người ta chỉ dùng là 4 viên chia 2 lần. Đấy là cái cách sử dụng người ta hay sử dụng nhất. Và chúng ta biết rằng là ở những giai đoạn đầu thì người ta cũng thể, nếu trong cái trường hợp mà có những cái dấu hiệu bất thường ở tế bào ở cổ tử cung chẳng hạn, thì người ta rất nhất định là đối với chị em chúng ta cần phải đi tầm soát bằng cách là sinh thiết để chúng ta phát hiện xem là có những tế bào lạ không. Và nếu mà có những cái ví dụ như là có những tế bào mà ác tính, ví dụ như không bình thường chẳng hạn, thì chúng ta có thể là bác sĩ có thể là dùng cái phương pháp ví dụ như phẫu thuật chẳng hạn. Và sau khi đó thì chúng ta có thể hỗ trợ điều trị bằng cái sản phẩm nữ vương lưu này rất tốt. Thế ngoài cái điều đó ra thì những cái trường hợp ví dụ như viêm nhiễm về phụ khoa và lúc viêm nội tuyến cổ tử cung, thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm nữ vương lưu này để hỗ trợ điều trị rất tốt, và với cái thành phần nó hoàn toàn từ thảo dược. Nhưng mà nữ vương ngưu thì dùng cho phụ nữ vào cái độ tuổi nào thì được ạ? Dạ vâng, ở trong cái độ tuổi sinh sản thông thường thì như vậy. Hoặc ra thì những cái trường hợp ví dụ như là ở những trường hợp mà để mà hạn chế cái sự phát triển ở khối u, thì ở những cái độ tuổi không phải sinh sản, ở những cái tiền mãn kinh và mãn kinh, người ta vẫn có thể sử dụng, bởi vì sự có mặt của trinh nữ hoàng cung này nó ức chế cái sự phát triển của khối u. Dạ, nếu như mà người chưa có bệnh thì vẫn dùng được. Dạ vâng ạ. Để nó ức chế cái sự phát triển ở khối u. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Còn bây giờ thì cô Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với tình huống trong chương trình. Lớn chuyện, to chuyện rồi, bự chuyện rồi, cái chuyện nó chà bá rồi. Chị sao vậy? Chị giờ không có gì mà sao mà chị than dữ vậy? Chị nhìn về nơi xa lắm. Trời ơi em ơi, chuyện gì? Lớn chuyện rồi anh ơi. Sao nói em nghe con, chuyện gì em có thể giúp chị được mà. Sao vậy? Đi vay tiền ai rồi bị người ta đòi nợ phải không? Không có. Chứ rồi sao? Má chồng của chị. Má chồng chị sao? Bệnh sắp chết hả? Nó tập bậy tập bạ. Chứ sao chứ làm gì mà bà nước mắt rưng rưng rồi trời ơi, rồi than thở dữ vậy? Má chồng chị bị viêm nhiễm phụ khoa. Trời đất ơi. Trời ơi, mình đổ la lương. Ủa nhưng mà em thấy cái gì sai nha. Có gì đâu sai. Bệnh viêm nhiễm phụ khoa là thường cho chị em mình thôi chứ. Má chồng của chị lớn tuổi rồi sao bị viêm được. Trời ơi em ơi, khùng quá vậy cưng. Ở cái độ tuổi nào thì đã là phụ nữ cũng có thể bị viêm nhiễm phụ khoa, có hiểu không? Ôi, đâu có phân biệt tuổi tác đâu. Nếu mà nói với em bệnh mà nói với lớn tuổi chút hết thì thôi ta đi chữa chi, để từ từ già rồi cũng hết. Hiểu không? Rồi chết rồi không được rồi em ơi. Rồi chết rồi, tới thôi. Vậy thì đưa má chồng chị đi khám liền, rồi con uống thuốc làm sao cho nó hết. Mà không có được, em hiểu không? Cái cơ địa của má chồng chị rất là nhạy cảm với thuốc. Uống thuốc này không được, uống thuốc kia không được. Mà đặc biệt nha, đặc trị bằng thuốc Tây thì nóng lắm, chịu không được. Đúng rồi ha, sức khỏe của má chồng chị cũng không được tốt lắm. Mà bây giờ chị nói thiệt nha, nếu mà má chồng chị có vấn đề gì là vợ chồng chị tôi nói ăn không ngon ngủ không yên. Ổng là con trai một mà khổ lắm. Ôi trời ơi, tội nghiệp vợ chồng chị quá. Ý, em có cách, chị đợi chút xíu. Có cách hả? Ừ. Chị nhớ là trước em cũng bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa không? À nhớ. Ừ. Cái em cũng đi khám uống thuốc, cứ xong là em vẫn cảm thấy là bệnh chưa dứt hẳn. Cái em mới quyết định sử dụng cái thực phẩm chức năng nữ vương này nè, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Uống xong bây giờ em cảm thấy thoải mái vô cùng. Không mấy chị đem gì chị đưa cho má chồng chị uống thử coi. Ờ ha. Đúng rồi, uống thuốc không si nhê, dị ứng trong người không chịu thuốc, thì mình thử mình dùng hỗ trợ điều trị viêm nhiễm phụ khoa bằng thực phẩm chức năng như thế nào. Chính xác. Chị cảm ơn em nhiều nha. Thưa bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, vậy thì sử dụng cái nữ vương nêu này nó có một cái tác dụng phụ nào hay không?
À, dạ vâng, chúng ta biết rằng là muốn biết là cái sản phẩm mà đánh giá có tác dụng phụ hay không, trước hết chúng ta phải xem là thành phần của sản phẩm đó gồm những gì. Thành phần của nó gồm có trinh nữ hoàng cung, gồm có hoàng bá, rồi có khổ sâm, rồi có xiếp cá. Đây là những cái, hoặc là thành phần Immunogaba. À, thì những cái thành phần này nó hoàn toàn từ thảo dược, và chúng ta biết là nó có tác dụng giải độc, chống viêm, và cái có tác dụng giải độc và giải dị ứng. Và ngoài ra trinh nữ hoàng cung nó có ức chế cái sự phát triển của khối u, và nó kích thích để giải phóng ra những cái tế bào lympho T, do vậy mà có thể là hỗ trợ điều trị trong cái trường phát triển ở khối u, và nó có điều trị trong cái trường hợp viêm nhiễm về phụ khoa. Nói chung thì kết quả rất là tốt, mà hoàn toàn từ thảo dược mà không có tác dụng phụ. Cảm ơn bác sĩ ưu tú Nguyễn Ông Hải rất là nhiều. À, thưa quý vị, có thể nói đây là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Theo như lời bác sĩ Nguyễn Ông Hải thì chúng ta nên tầm soát định kỳ để tìm ra được cái căn bệnh, và nếu như chúng ta phát hiện bệnh sớm thì cái khả năng điều trị rất là hiệu quả. Và nói như bác sĩ Nguyễn Hồng Hải thì chúng ta có một cái cách trị đông y cũng rất là tốt, đó là nữ vương nêu. Hy vọng rằng với chia sẻ đó chúng ta sẽ có cách để chăm sóc sức khỏe của phụ nữ tốt hơn, và đặc biệt là những người đàn ông hãy chăm sóc sức khỏe của người bạn đời mình tốt hơn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho khán giả. Gần 90% phụ nữ Việt mắc các bệnh phụ khoa. Đó là con số mà Trung tâm Giải phẫu Tế bào học Bệnh viện Bạch Mai kết luận sau khi khám cho hơn 70.000 phụ nữ ở 300 cộng đồng dân cư sinh sống tại cả 3 miền của đất nước. Điều đáng nói là nhóm phụ nữ có thu nhập cao, có kiến thức như giáo viên hay nữ cán bộ công chức, tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa là hơn 70%. Viêm nhiễm phụ khoa là căn bệnh gây nhiều rắc rối cho đời sống và sinh hoạt của người phụ nữ. Ngoài ra nó còn gây nhiều hậu quả về sau đối với phụ nữ như vô sinh, trường ngoài tử cung hay ung thư cổ tử cung. Đối với phụ nữ mang thai, có thể gây sảy thai, đẻ non, vỡ ối sớm, thai chết lưu hay nhiễm trùng hậu sản, và còn gây nhiều ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của thai nhi. Muốn tránh xa các hậu quả có thể xảy ra từ bệnh viêm nhiễm phụ khoa đối với người phụ nữ, cần phải phát hiện và điều trị triệt để, không nên để bệnh dài dẳng, không dứt hoặc tái đi tái lại nhiều lần. Khi có biểu hiện hoặc phát hiện bị viêm nhiễm phụ khoa, cần khám và điều trị theo đơn của bác sĩ phụ khoa. Bác sĩ sẽ giúp bạn tìm đúng bệnh, đúng tác nhân gây bệnh và dùng thuốc đúng để điều trị hết tác nhân gây bệnh. Đồng thời nên trang bị cho mình những kiến thức và cách phòng tránh bệnh và làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh bằng cách vệ sinh phụ khoa đúng cách, quan hệ tình dục an toàn, biết cách gìn giữ nâng cao khả năng tự bảo vệ và tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để sớm phát hiện bệnh và điều trị triệt để. Nếu mắc bệnh cần điều trị sớm, tuân thủ cách điều trị của thầy thuốc và biết cách phòng tránh tái phát, tái nhiễm bệnh. Hiện nay với sự phát triển của y học có rất nhiều cách thức điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Tuy nhiên viêm nhiễm phụ khoa là bệnh dễ mắc, dễ chữa nhưng cũng rất dễ tái phát. Vì vậy cần lựa chọn an toàn, hiệu quả và phòng tránh tái phát viêm âm đạo bằng các thảo dược thiên nhiên luôn được các chị em quan tâm hàng đầu. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã bào chế thành công thực phẩm chức năng nữ vương niu chứa các thảo dược quý như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, diếp cá kết hợp với Immunogaba, mang đến một giải pháp tốt hỗ trợ chị em phụ nữ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt là viêm lộ tuyến cổ tử cung hay viêm âm đạo. Trong đó phải nhắc tới hoàng bá, đây là thảo dược có tác dụng diệt khuẩn chữa các bệnh liên quan đến các bộ phận bên dưới như bàng quang, tiết niệu, đường sinh dục. Các nghiên cứu hiện đại đã chứng minh hoàng bá có tác dụng kháng khuẩn mạnh, ức chế trùng roi phát triển ở âm đạo, ngăn ngừa hiệu quả bệnh viêm nhiễm âm đạo ở phụ nữ. Diếp cá có tác dụng điều trị kinh nguyệt không đều, viêm âm đạo, ức chế nhiều loại vi khuẩn như tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn tan huyết, phế cầu khuẩn, ức chế virus gây viêm loét sinh dục và cả HIV, đồng thời diệt ký sinh trùng và nấm ở chị em phụ nữ. Ngoài ra phải kể đến chế phẩm Immunogaba được chiết tách từ vi khuẩn Lactobacillus có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch toàn thân, cân bằng hệ vi sinh đường ruột và nhiều công dụng tốt cho cơ thể con người. Nữ vương niu đem lại sự hài lòng từ 3 đến 6 tháng sử dụng với khả năng nhanh chóng làm lành các tổn thương do viêm và lộ tuyến gây ra, kiểm soát dịch tiết âm đạo trở về bình thường. Cân bằng pH âm đạo, tăng sức đề kháng, khôi phục lại cơ chế tự bảo vệ tự nhiên của hệ sinh dục nữ, nhờ đó viêm lộ tuyến cổ tử cung được điều trị khỏi hoàn toàn và không tái phát. Hỗ trợ với thuốc đặc trị để diệt tận gốc các tác nhân gây viêm, tránh hiện tượng kháng thuốc, nhờn thuốc và ngăn ngừa tái phát, khắc chế các tác dụng phụ của thuốc tây và các thủ thuật diệt tuyến trong phương pháp điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung, phòng tránh ung thư cổ tử cung, u xơ tử cung và các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng.
Một lần nữa cảm ơn bác sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Hải đã chia sẻ những kinh nghiệm đến khán giả truyền hình. Chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe và mong rằng bác sĩ sẽ tiếp tục đến với tôi nhiều chương trình nữa để có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Cảm ơn Nữ Vương Nêu đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau với chương trình Sống Khỏe, Sống Đẹp. Nữ Vương Nêu hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, chăm sóc bảo vệ vùng kín. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm vật phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Nêu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Nêu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác, dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống, thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống và giảm tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 góp phần đưa canxi từ máu vào xương. Tôi đã có giải pháp tốt giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững Cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, do đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh.